hữu lợi hữu lợi đã nói láo hữu lợi vẫn vậy sao dạ ba có chuyện gì tình trạng nhiệt độ bình thường huyết áp có vẻ cao má con đã ra ngoài bao lâu dạ Tại sao như vậy? Tại sao lại nói láo như vậy? Ba đang làm cái gì? Má của con đã đi cứu Kim Thế Dương rồi à? Ba đừng có lo. Về chuyện của ba, má sẽ không nói ra. Dấu sao? Phần của ba, má nói sẽ không khai ra. Ngay từ lúc đầu đó khờ khảo quá rồi. Má con cũng vậy, hữu lợi cũng vậy. Điều gì cái thằng đó mà làm chuyện khờ khảo? Ba hãy bình tĩnh. Không phải ba còn bệnh viện hay sao? Ba còn có con nữa. Phim 88.com xin ân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Bây giờ, Kim Thái Dương có thể được thả ra hay chưa? Ừ, cũng chưa chắc. Bây giờ chúng tôi còn phải tiếp tục điều tra nữa. Nhưng người bị hại đã phủ nhận chuyện bị hại. Còn thời gian bị giam giữ khởi tố vẫn rất khó nói. Lúc nào? Tới lúc nào thì mới được thả ra? ba má ra đây đúng lúc lắm mọi người đều ngồi xuống hết đi má cẩn thận ừ. nha má má không bị xỉu chứ ừ. bà nội bị đau đầu hả không sao cháu đi gặp luật sư thế nào rồi để có thể giải thích rõ ràng cho nên cháu đã hỏi luật sư rất là kỹ vậy luật sư nói sao nhưng mà má à chồng của cô út là một người rất giữ lời hứa đó tại sao còn lại nói chuyện này? Luật sư phí của anh hai, anh đã trả hết trơn rồi. Còn, còn nói cái gì? Ờ, hết bao nhiêu tiền? Số tiền con cũng không rõ. Hình như là hơn 20 triệu. Cái gì? À, được hưởng phúc nhờ tiểu tình rồi. À, đúng vậy đó. Vậy còn chuyện kia Thái Dương thế nào rồi? Nè, mọi người hãy nghe cho rõ. Trước hết, anh hai không có tội gì hết Ây da chuyện đó ai mà không biết Nhưng không may là anh hai À không được À phải gọi là anh Kim Thái Dương cho tiện hơn nha à, hề còn mau nói đi Nói đi Dạ thưa ba Điều không may là à, Má của anh Kim Thái Dương Cũng chính là bà Lý Anh Lan à, Còn hãy mau nói lẹ đi Bà xã để anh nói cho Ông xã đừng nói Ngồi yên đó cứ để cho em nói nha Ờ à, vậy nói mau lên Nói mau đi Mọi người đều biết cái chuyện bà Lý Anh Lan bóp cổ anh Kim Thái Dương chứ Ôi ừ, à, Đương nhiên là biết rồi Chỗ đó là dùng ngoại ô của diện trưởng Thôi Đồng Tuấn Diện trưởng Thôi có một đoạn CC ghi hình lại hết CC là gì? Chính là đoạn camera ghi hình Tất cả sự việc tại hiện trường đều ghi lại Giống như chiếc máy chụp hình tự động vậy đó Vậy thì sao? Đó mới là vấn đề Ông dùng cái đó quy hiếp anh Kim Thái Dương Cậu hãy vào tù đi. Nếu như không, tôi đưa cái đó tới sở cảnh sát để bắt má cậu vô tù. Tại vì má của cậu chính là kẻ giết người. Đúng là đồ khốn kiếp. Trên đời có biết bao nhiêu kẻ khốn kiếp chưa? Đúng, vì vậy cho nên anh hai mới không còn cách nào khác tự mình nhận tội và vào tù. Không để cho má anh ấy phải mang tội danh như vậy mà vào tù. Hơn nữa, khi coi cái đoạn ghi hình đó, thấy có một cọng dây nhỏ như vậy trói vào người của anh Kim Thái Dương. Lại, má ruột của Thái Dương làm không phải là viện trưởng thôi cái gì bà phải đi cho ổng đợi một chút đi bà chuyện này còn chưa hết vẫn còn nữa sao cái người đã ra lệnh làm chuyện đó chính là viện trưởng thôi cái gì Ủa, có thật không ôi trời đất ơi sao lại có chuyện như vậy được à, vậy có nghĩa là uh, thái dương của nhà chúng ta vì muốn bảo vệ cho mẹ mình mà nhận hết tội danh không làm về phần mình như vậy rồi vào tù sao Chuyện này còn có chuyển biến nữa. Chuyển biến gì? Chính là cách chuyển mình đó bà. Ồ, chuyển mình gì vậy? Bà Lý Anh Lan đã tới viện kiểm sát. viện ờ, kiểm sát hả? Tại sao? Kim Thái Dương không có đẩy tôi. Không có đẩy tôi. Không đẩy tôi. Cô nói như vậy sao? Bà đã làm như vậy đó. Như vậy, vậy có nghĩa là gì? Ờ, chúng ta hãy chờ đợi. Sắp có tin vui rồi. Dạ vậy đó mà. Ồ. Ôi trời ơi thiệt may quá, chúng ta phải làm gì mới được, thiệt mừng quá. À, à, à. Uh, uh, uh. Nghĩa là đã lén lúc phản bội là diện trưởng thôi. Diện trưởng tôi gặp có nhốt chị dâu hả? Ờ. À. Chuyện đó còn chưa nghĩ tới. Ờ, à, uh, có thể là trốn ra được. Ha, uh, đúng rồi, có thể là như vậy. Chừng nào, chừng nào thì Thái Dương của mình mới được thả ra đây. Sẽ sớm có tin tốt lành thôi mà Vậy uh. sì chúng ta cứ đợi, à. cứ đợi đi. Bà xã, nhất giả cho em. <laughs> em không còn sót điều gì chứ hả? Không có đâu, em làm rất tốt rất căng thẳng <laughs> anh đã nói là làm rất tốt <laughs> hai bà và ba má đều vui em cảm thấy rất hạnh phúc em cũng thấy vui lây nữa à nếu như ngày mai anh hai vẫn chưa có được ra thì chúng ta hãy gặp anh ấy đi nha chắc là được thôi ờ à, chắc là được ra nhưng mà bà xã anh thấy đói bụng quá à. bây giờ tới giờ làm cơm cho mọi người rồi chắc lại cũng đói hết ờ. mau xong rồi ờ đi à. ừ. đi mau Nói mau đi, rốt cuộc là có chuyện gì à, Không phải đâu mình à Được rồi, em đừng nói, thần tin con nói đi Em không cần nói, để thần tin nói Con thấy Không có gì để nói hết, thưa ba Cô giúp việc nghỉ việc rồi, chắc là ông xã cũng biết chứ Ờ, à, cô ấy không làm nữa Đã tìm được người mới chưa Ba, chuyện đó nói sao đi Thật ra thì tôi cũng cảm thấy buồn lòng lắm rồi Không muốn ăn hay là uống bất cứ thứ gì nữa Cũng chỉ là muốn ăn thứ gì Ngọt ngọt rồi tôi uống một tách cà phê thôi là đủ rồi Má Đơn giản, đơn giản một chút Ba, con đã nghe thần tinh nói rồi Con nói cho ba nghe ha Má nói với thần tinh Con hãy mua phố mát về đi ha Thần tinh nói dạ rồi đi mua về Mua về xong má ăn một miếng rồi Thì má nói không có ngon thôi bỏ đi Nói vậy đó thiệt tình Sao anh lại nói như vậy chứ Thì anh nói sự thật thôi Con có nói sai hay không Con đã nói như vậy với tài mẫn hả Con tả về má như vậy sao Ôi, Không ngon chút nào mà bỏ đi Có phải không Má à Bộ lúc nãy anh có nói gì hả Thì cũng gần như vậy Không phải đâu má Là do con cảm thấy tiếc chút thôi Một miếng nhỏ như vậy mà mua tới 10 ngàn lận Má mới ăn có miếng đã kêu bỏ nó đi Con cảm thấy rất là tiếc Má không thích anh thì phải làm sao Má Em à Em hơi nhạy cảm rồi đó <laughs> Không biết tôi không biết gì hết Tôi cảm thấy rất phiền lòng phiền lòng má tới thời kỳ mãn kinh hả sao nổi giận thất thường vậy không biết má không biết cô giúp việc nghỉ làm rồi Thế mau tìm người khác đi oh, oh. ba đưa má tới khoa sản phụ coi đó là biểu hiện của thời kỳ mãn kinh đó con im cái miệng vợ của ba con hay không chưa đến lượt con quản xuyến đâu <cười> 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 Em thấy rất là buồn hả? Ờ. À. Là gì sao? Tôi cũng không biết. Đột nhiên nổi giận, rồi lại bình thường. Bình thường rồi đột nhiên nổi giận. Vậy xảy ra chuyện lớn sao? Đối cho tôi vừa ngủ một mình. Tôi muốn được nằm một nơi thoải mái. Hả? Vậy còn anh? Tần tinh đã dọn dẹp phòng này rồi, nhưng mà quên chưa thay giường. Con nhỏ tiết kiệm quá tôi cũng để nó thai nữa. Ờ, à, được rồi. Vậy để anh thai cho em. Nhưng mà còn cái giường đơn à mới chùi rửa xong ở trong kia là gì vậy hả? Tôi đâu có biết. Tại sao lại hỏi tôi? Ờ, à, à, để anh đi hỏi thần tinh. <laughs> Phiền thiệt. <laughs> Sẽ đau lòng quá. <laughs> hãy ra ngoài kiểm soát viên muốn gặp anh sao chị hữu lợi lại bị thương chỉ bị té. chỉ tự té ý của anh là gì ờ à, không có gì hết chị hữu lợi làm thế nào đi Chị đã nói là nếu như chị gặp bất trắc gì Thì chị sẽ nhờ tôi Vậy thì tôi phải làm sao Giao lại chứng cứ đó cho phía cảnh sát à Anh là những nhân viên đài truyền hình làm chung với chị Hữu Lợi Dạ xin chào Tôi là Thôi Nhất Chu lần đầu được gặp mặt Ồ vậy ha Cảm ơn cậu đã tới thăm Nhưng mà Con gái của tôi cần phải được nghỉ ngơi cảm ơn anh đã tới không có gì tôi xin phép đi trước không phải ba nói là không có được cho ai gặp sao ảnh là người quen là đồng nghiệp của chị hữu lợi cho dù là bất kỳ ai Ồ, ờ, luật sư Hàng Giờ con đã tới việc kiểm soát Nói ra toàn bộ sự việc rồi Còn chứng cứ thì sao? Ờ à không, cũng may mắn là không liên quan gì tới ông cả Hãy tiếp tục nghe ngóng đi ờ, Cô làm gì? Xảy ra chuyện gì? Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Cái gì? Hủ lợi bị thương tạm thời mất đi ý thức. Ở đâu? Ở trong bệnh viện à? Trong bệnh viện của chúng ta? Dạ. Đi mau tôi cũng má... đi. Chồng con già hủ bận nữa. Sợ má lo lắng nên không cho má biết. Cho nên má hãy ở nhà đi. Lúc Hủ lợi tỉnh lại con sẽ gọi cho má. Cô nói mọi chuyện kết thúc là có ý gì? Tất cả đều kết thúc rồi. Cô nói vậy nghĩa là gì hả? Kim Thái Dương sẽ được thả ra ngay. Con chồng của con sẽ không cài hỏi tới ờ, ừ, Luật sư Hằng Mọi chuyện bây giờ như thế nào Xin mời hai bà ra ăn cơm Mời hai má ra ăn cơm Ây à, Ờ, vũ trụ đâu à, Anh Vũ trụ đang cố gắng kiếm tiền <laughs> Nè Má còn nói là muốn ăn cơm đó <laughs> Phải lấy lại tinh thần chứ Thái dương sắp về rồi mà Ờ à, đúng à, Đúng đó Thôi chúng ta hãy ăn à, à. Cháu nấu món canh mà bà nội thích ăn nhất nè Ừ Là cháu làm hả <laughs> là má của cháu làm cháu chỉ đứng ở bên cạnh đã thái bắp cải giùm à, vậy à ừ. <laughs> ừ. Ừ. ngon lắm ừ. bà nội phải ăn nhiều một chút để lấy lại tinh thần nha à, được bà biết <laughs> wow đúng là ngon thiệt hmm. dạ rất ngon <cười> <cười> Con hãy mau tỉnh lại đi Hữu Lợi Chỉ cần con tỉnh lại Thì mọi chuyện sẽ kết thúc Con tỉnh lại Con thấy Dương Thị sẽ được thả ra Má sẽ chúc phúc cho tình yêu của hai đứa con Rồi sẽ rời khỏi chỗ này Con hãy mau tỉnh lại đi Mau tỉnh lại đi con Tại sao? Tại sao cô ở đây? À? Ông lại uống rượu à Ừ à. Gì Đây là bệnh viện Ông điên rồi sao Điên Phim 88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này Hữu Lợi nói đã giao bằng chứng rồi là thế nào đây nhưng mà cảnh sát lại nói không có bằng chứng gì hết nữa. là cảnh sát đã giấu mình như vậy là mình đã tiêu đợi À anh Kim. Ờ, luật sư. Lời khai của bà Lý Lan Anh có tác dụng thật. Tôi có nghe bên kiểm soát gì nói. Bây giờ chỉ cần tìm được Lý Anh Triết thì mọi chuyện sẽ kết thúc hoàn toàn. Chuyện đó cứ để tôi lo cho. Cả hai lần đều không có bằng chứng cụ thể. Cả tôi và diện trưởng đều không có bằng chứng chính xác. Đúng rồi. Bà Lý Lan Anh có nói cô Thôi Hữu Lợi đang trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Cái gì? bằng sau này làm phiền tới em rồi mình phải làm sao đây xin chào đây là bệnh viện Hán Thành làm phiền cô cho tôi nói chuyện với viện trưởng một chút hú lợi à, con được thả rồi à có chuyện gì vậy hả má Ừ Con có chỗ nào không được khỏe hay không Hú lợi Tại sao cổ sẽ nằm nổi này Má không biết Nghe nói là bị té Cô còn có nhận thức không Vẫn chưa có Để con đi gặp bác sĩ ngay Alo là tôi đây Là viện trưởng hả Có phải là viện trưởng hay không vậy Xin lỗi anh Bây giờ viện trưởng không có ở đây Anh có cần để lại lời nhắn gì hay không Vậy thôi Tôi sẽ gọi lại cho ông sau Cái gì? Đích thân diện trưởng đưa tới. Ông nói con gái của ông. Do chuyển hành lý quá nặng lên cốp xe. Vì nặng quá cho nên bị té. Hành lý à? phải lần trước cô đã bị thương ở mau mạch cũng là té ở nhà cô đúng không cô hãy mau tỉnh lại đi buông con ra mau buông, buông con ra à. hủ lợi tiền bối ờ nếu người bị té thường xuyên như vậy thì nhất định phải kiểm tra lại ờ chuyện đó để nó sao đi hả cảm ơn anh nhiều Má má Luật sư mới vừa gọi điện thoại tới Nói là anh hai được thả ra rồi Hả? Thật sao? Đã được thả ra thiệt rồi hả? Dạ Vậy thì chúng ta hãy đi chợ mua đồ về ăn mừng Dạ được má Ây à, da dạ tốt quá Ồ má biết rồi Ờ à, Mỹ Lai à Hãy nói với ba má chồng của con Má thật sự rất là vui Và gửi lời chúc mừng của má tới họ Nói họ có thời gian thì tới tiệm cơm của chúng ta ăn một bữa cho vui ha. Ồ, ờ, má sẽ mời họ ăn cơm. À, được. À, được, má biết. đương Châu à. Ừ? à. Anh hai có vũ trụ không có chuyện gì rồi. À, thì tốt quá. Nhưng mà cháu đi đâu vậy? Cháu tới ngân hàng mà lúc nãy bà chủ nói đó. Rồi cháu sẽ đi mua quần áo. Quần áo? Dạ, mùa đông tới mà cháu không có đồ gì để mặc. Dạ chết đi nha ờ... Ôi trời Ôi trời Con gái lớn rồi Đã có chuyện Chắc chắn là có chuyện mà Ây da Tuyên Châu cùng với lại cái cậu tế động gì đó Hai người vẫn tốt chứ Cậu ta có tới Hơn 10 trường một ngân hàng đó Sau khi Mỹ lại thấy Liền có thiện cảm với cậu ta ngay Người mà vì tiền như vậy không có tốt đâu. Không phải vì tiền mà là vì sự thành thật, là tiết kiệm và thành thật. Hả? À. má má không khỏe ở đâu? ơi không có sao, lúc nãy ăn trưa xong má tiêu quá không được tốt. Không thể ói mà cứ thấy khó chịu quá <laughs> chết mất thôi. con người nên sống vui vẻ mới đúng chứ. cãi nhau với con dâu thì có ích lợi gì đâu. À, ăn gì cũng cộng ngon, nôn mỡ nữa, tiền khó chịu quá. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Ô. À, 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 à. Tôi nhở. Con đi đâu vậy? À. Bà nội ờ, à, Chuyện gì? Má cháu bị bệnh rồi Má cháu hả? À? Má cháu bệnh ở đâu? Bà cũng bệnh Bà ói mệt quá Má của cháu cũng vậy Má ói dữ lắm Có nghiêm trọng không? Dạ có Không sao đâu Ngủ một chút thôi là hết cháu để má cháu ngủ một giấc là sẽ khỏi ngay hả hả, hả? tối nhỏ sao cháu lại khóc hả cháu sao vậy bà nói gì làm cho cháu khóc hả ờ cháu đừng có khóc mà nín đi đừng có khóc nữa Ừ. À. Cô nín đi Đừng có cốc nữa Tôi nhỏ con ở trong đó sao Má à Có chuyện gì vậy Chuyện gì Tôi nhã! Tại sao lại khóc Có chuyện gì Con nói với bà nội Con 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 Tôi nhã! Cháu mau nói rõ đi Bà đã nói cái gì cháu Ôi trời đất ơi Thôi má cứ nghỉ ngơi đi Tôi ngã mau ra ngoài Thiệt là À, đúng 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 à, mau về nhà thôi Ba cũng nhận được điện thoại hả? Ai, à, hai bên đều không ngừng nói, không biết sao nữa. Ui, phiền quá đi. Tối nhã thì không có ngừng khớp. Ai, à, sao lại có chuyện như vậy được chứ? Cô giúp việc không có làm, mà cả nhà thành ra vậy đó. Mau đi thôi. Ui, nè, nè, ba à. Chúng ta hãy chuẩn bị chiến lược trước để Chiến lược gì? Con nói thay thế cho má, con ba thì thay thế cho thần tinh. Con im miệng, phải nghe hai người đó nói trước đi. Con nghe cũng như vậy thôi, má không có biết mâu thuẫn với má chồng và nàng dâu. Má chồng và nàng dâu, Ba không có sống chung với bà nội Chúng ta phải nói đỡ cho đối phương Hả? Được không? Ờ, ba biết rồi Đi về thôi Dạ không. Làm sao? Hãy về phòng trước để Được rồi Sao vậy? Em muốn nói hả? Ờ, nè nè Bà xã Bà xã À, nè tôi sắp chết rồi mệt quá sao vậy tại bị ói hả tôi có ăn cái gì đâu ói ra không có gì hết à, ai à sao lại quá nhạy cảm như vậy chứ chú ý đến tâm trạng chuyện gì cũng nên có tâm trạng tốt mới được nếu như vậy á sẽ ảnh hưởng tới thần kinh hệ đó ông giả tôi đừng có nói nữa bữa tôi của bà phải làm sao đây em rất mệt bây giờ lại buồn ngủ nữa hãy tới bệnh viện đi không cần đâu má con cũng thấy đói lắm Tôi nhà đói hả dạ đợi một chút coi à, hay là chúng ta kia muốn mì chua đi ha ơ oh, oh, anh biết anh biết chúng ta không có ăn mì chua nữa ba ờ à. Má con, bà muốn ăn canh cá. Canh cá? Sao đó, con phải bỏ thêm cải bắp và gạo vô nữa. Ờ, là cháo bắp cải. Con có biết làm không? Đương nhiên là con không có biết. Con phải cẩn thận đó. Đầu và đuôi phải làm kỹ một chút. Ừ, ba làm tốt phần của ba đi. Con làm tốt phần của con được mà. Làm vậy ăn sao được Sao lại chỉ để lại cái này thôi Như vậy nó mới sạch ừ. Nhìn vô bộ không thấy hay sao ừ, Ba bỏ hết đi à đích thân viện trưởng đã đưa tới bệnh viện nói là lúc con gái chuyển hành lý lên cốp xe vì hành lý quá nặng nên đã bị té ngã Phim88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Ờ, gì Trữ. Ờ, à, cậu là đồng nghiệp của Hữu Lợi à? Tôi có chuyện muốn nói với ông nhưng mà không có liên lạc được. Với tôi? Phải, là là gì cái này nè đây là cái gì Chị Hữu Lợi nói cái này có thể chứng minh là bác sĩ Kim vô tội. Chị đã để chỗ của tôi. Bây giờ tôi giao lại cho ông. Vậy sao? Tôi không quyết định được là có nên đem cái này tới để trình báo với là phía cảnh sát hay là không. Tôi sẽ quyết định. Cậu hãy đưa cho tôi. Ông chắc chứ? đây là điện thoại của cậu mà kỷ lục cuộc gọi còn cái này là cái gì kết quả vẫn rơi vào tay của mình. <laughs> Chứng cơ vẫn ở trong tay của mình. Có chuyện gì? Điện thoại. Điện thoại ở đâu?